Chào chuyên gia, Dạ. tôi tên là Phụng và ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, anh đặt câu hỏi đi ạ. Cho tôi hỏi giùm đứa em gái của em để giành được hay chồng để giành được 300 triệu á, muốn mua đất ở gần nhà nhà chồng á, ở Long An á, thì ven sông, nhưng mà có tình trạng mà đất ở đây nó dễ bị đóng băng á, dễ bị quy hoạch đóng băng, nên là muốn hỏi kỹ sư là để mình an toàn hơn, cách hướng dẫn để mà mua như thế nào á. Tốt, với một phần nữa là giờ dùng cái ưu điểm của chung cư, nó cũng có ưu điểm bảo vệ an ninh, cái điều kiện nó rất tốt, rồi với cái ven sông mình cũng có nó bất lợi, nước nào cũng cái gì hết, nên là định mua là mình nên mua chung cư hay là mua ở Long An nó sẽ tốt hơn, với thần thần thủ tục mình làm như thế nào, để rồi thì mình chẳng hạn như là thủ tục thì hai chồng đi ra công chứng làm hay là chỉ cần một người đi thôi. Rồi với câu hỏi cái tiếp nữa là nếu mà mua 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 đất á, thì mình nên tìm hiểu như nào để mình biết đất đó nó hợp lệ á. Rồi. Bây giờ anh cho biết một thông tin thôi là vợ chồng em của anh á là làm việc ở có gần gần hướng Long An không? Dạ, ở làm việc ở Bình Chánh á, Làm việc Bình Chánh đi mua khu Long công nghiệp An Vĩnh rất Lộc. tốt. Vâng, ui Dạ. giời tuyệt vời. Nếu mà làm việc khu công nghiệp Vĩnh Lộc thì Lộc thì mua đất Long An ở cạnh cạnh quanh cái khu công nghiệp đấy thì quá tuyệt vời anh ạ. Thì như thế này. Mình thì mình khuyên là anh hãy em của anh hãy mua miếng đất ở ven sông đó, và phải chấp nhận rằng nếu như mà cái đất đó sau này mà các cái dự án người ta lấy vào cái vùng đất đó quy hoạch để trở thành khu dân cư thì mình sẽ được đền bù anh ạ. Mình sẽ được đền bù, cho nên cũng không không vấn đề gì đâu. Có thể chục năm nữa nó bị quy hoạch thì mình sẽ được đền bù một khoản tiền, và lại còn có nền đất tái định cư nữa theo quy định. Thì tức là nếu như có một dự án bất động sản mà họ lấy cái vùng đất đấy họ thu hồi, nhà nước thu hồi để làm, thì chúng ta thứ nhất là được đền bù bằng tiền mặt, thứ hai là đền bù vào một cái nền đất, một hoặc vài cái nền đất ở trong cái khu đô thị mới đó, thì chúng ta lại xây cái nhà ở trong khu đô thị đó thì cũng rất là tốt, không vấn đề gì, anh không phải lo lắng về vấn đề quy hoạch. Thế còn nếu như mà anh làm việc, em của anh làm việc ở khu công nghiệp Vĩnh Lộc, tức là nó sát lắm Long An rồi, thì anh hoàn toàn muốn mua miếng đất quanh ở đấy thuộc vùng Long An, đấy là tôi khuyên. Còn nếu mua một cái nhà chung cư quanh quanh Nhưng khu công nghiệp, mà đất ở đất quen sông á, thì gần đây có tình trạng lạc sở lạc lỡ đất á, nên là cũng thấy cũng không an không không được an toàn, nên là mình mua nên mua gần sông hay là gần những con sông lớn thì có tình trạng sạt lở anh ạ, ví dụ như là sông Tiền Giang, sông Hậu Giang. Tiền Giang, Hậu Giang hoặc những con sông lớn Vàm Cỏ, Đông là những con sông rất lớn có thể là sạt lở. Nếu mà đương nhiên là trong theo quy định nhà nước á, là những con sông như thế nó có thể là trong phạm vi 50 mét kể từ mép sông vào là anh không được xây dựng. Nhưng Đấy. mà xây mình nuôi xây là thường đất ở ở vùng ven phải đóng cừ, đóng sạt cừ phải không Xà cừ thì nếu mà những con sông lớn nó sạt thì xà cừ cũng không ăn thua đâu anh ạ. Thế thì anh? cho Thì Dương đóng cái hỏi hở là đóng cái ven dạ. sông mà anh em của anh định mua nó tên là sông gì? Sông lớn hay nhỏ? Xong cũng xong nhà dặm cỏ Ui, mặt sông, nếu mà gần sông Vàm Cỏ thì anh phải xây xa cách 50 mét anh nhé. Bởi cách vì 50 là mét, sông Vàm Cỏ là nhưng con mà sông xây rất đó lớn. thì mình làm móng, ví dụ chẳng hạn làm móng Không được, không nó được anh nhé. Móng không cũng được đi cả móng cả nhà luôn. Cho nên là cứ cách bờ sông 50 mét là an toàn. Cái đấy là đã quy định của nhà nước rồi, mà chúng ta mà xây trong Thì phạm vi em nói 50 mét đấy rất nguy hiểm. định mua chung cư nhưng mà chung cư nó hơi xa một chút. Dạ. Tôi vẫn khuyên các anh chị là mua đất. Dạ.